Chào các bạn, hôm nay Văn Anh giới thiệu cho mọi người một sản phẩm mới nhất của hãng Yamaha vừa gửi về cho Văn Anh Audio để review và bán hàng đợt đầu. Thì đây là cái đàn organ Yamaha PSRE473, tức là mới nhất trên thị trường. Các đại lý cũng đang có rất ít cái sản phẩm này. Thì Văn Anh là một trong những đại lý tiêu biểu của Yamaha, cho nên là có được sản phẩm E473 này khá sớm. Rồi, thì E473 là phiên bản là được nâng cấp hơn nhiều so với E463. Thì các bạn nhìn thấy cái hệ nút ở trên này nó nhiều hơn E463. Và bây giờ còn làn điệu của nó này, thì lần này được thiết kế là nút C-Tai, là điệu của nó. C-Tai điệu của nó thì nó chung nút với cả cái voice tiếng, nhưng mà ví dụ mình ấn vào C-Tai xong cũng nó có hai hàng đây. Một nút nhưng có hai hàng. Đấy. Ví dụ như cái C-Tai là cái hàng dưới, tức là pop này, swing, jazz, rock, ballad, R&B các thứ. Đấy. Thì hoặc là xong mình ấn C-Tai xong mình có lăn này mình chọn được điệu. Thì khác với phiên bản đời cũ ấy, thì là phiên bản đời mới này hãng Yamaha đã bổ sung thêm nhiều cái điệu mà thuộc Việt Nam. Thế các bạn tua cái này đi. Những cái điệu mà phổ biến trên quốc tế hoặc những nhạc trẻ thì là có sẵn rồi. Còn những người chơi organ thì thường thường người ta phải cài thêm là các điệu Việt Nam, bởi vì hãng người ta không cài vào cho. Thì lần này ấy, thì là hãng Yamaha đã cùng lắng nghe người sử dụng, người Việt Nam rồi. Với người Việt Nam mình cũng dùng hãng Yamaha nhiều mà không có cái điệu gì mà phù hợp với người Việt Nam. Thì lần này hãng đã bố trí vào đây, các bạn nhìn vào màn hình nhé, mình xoay đây. Tất nhiên là nó vẫn chưa được hay lắm, cho nên mình vẫn bên Văn Anh Audio là cài thêm cho các bạn thêm nhiều làn điệu nữa cho hay, như bolero, cha cha cha, disco chẳng hạn. Bấm vào world này, bấm vào cái nút world này này thì nó sẽ ra nhanh hơn. Đây, VN các bạn thấy không? Đấy. Cái VN, ví dụ điệu 269 là VN pop ballad, thì mình chưa biết họ pop ballad của Yamaha họ đặt cho Việt Nam như nào, thử nhá. Đấy. Đấy. Bên này ta mình bấm hợp âm vào. À, chuyên đánh những nhạc ballad chắc trẻ đó. Điệu này là điệu pop ballad, là dành cho nhạc trẻ Việt Nam này. Rồi còn có VN683 ballad. Thử xem cái này là gì nhá. À, VN683 ballad là nó sẽ dạng như slow rock ấy. Đấy. Ngoài ra có chức năng hơn tí nữa là hơn 463 tí nữa, nó có chức năng OTS, tức là chức năng tự liên kết cái âm này này, âm màu đối với cả cái điệu. Ví dụ mình sẽ ấn từ shift này, các bạn nhìn thấy cái shift ở đây, những cái nốt, những cái chữ nào mà có cái khoanh tròn này là mình phải ấn từ shift. Ví dụ một nút này là có hai tính năng, thứ nhất là octave này, tính năng thứ hai là transpose, là nó ở trong ngoặc, thì mình ấn từ shift vào thì nó sẽ hiện, nó sẽ điều khiển được cái transpose. Còn bây giờ mình muốn điều khiển cái OTS này, OTS thì mình ấn từ shift vào xong mình ấn vào đây đó, thì nó sẽ liên hệ. Mà bây giờ mình sẽ ảnh nha. Thank you.
tính năng này nữa. Rồi, tính năng Sync Stop. Còn những cái đàn trước thì không có, thì mình ấn vào đây thì mình dập. Mình dập được như này. Rồi. Tiếp theo mình đổi cái xì tai khác. Mình ấn vào nút xì tai này, xong mình chọn 270 là VN68. 271 là VN Guita Ballad. À, cái điệu này khá hay, điệu này là nó sẽ chính là điệu guitar mà các bạn sinh viên hay chơi. Cũng khá là hay. Điệu 272 là VN16 ballad này. Đấy. Nó chơi nhạc trẻ với điệu như vậy. Tiếp theo điệu 272 là VN ballad, 273 là slow ballad thì chắc là slow rock ấy, dạng đấy. Đánh như bài kiểu ballad kiểu nhạc cổ ấy. VN Latin Pop. Như kiểu cha 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 ở Việt Nam này. Rồi, 275 là nó sang điệu khác rồi. Như vậy nó chỉ bổ sung được khoảng là chục điệu của Việt Nam. Ngoài ra Văn Anh cài cho các bạn nữa là những điệu khác nữa, thì các bạn ấn vào cái nút cuối cùng đây là Flash Memory, tức là bộ nhớ ngoài. Ấn vào đây. Đấy, thì nó ra điệu 291 là cha 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 mà do Văn Anh cài vào nha. Đấy, nghe nó Việt Nam hơn, nó hay hơn. Thank you.
cha 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 mà do mình cài vào nó hay hơn hẳn so với điệu gốc của Yamaha. Và điệu tiếp là điệu bolero. Tempo đấy. Bolero thì tempo 70 thôi. Còn nhiều điệu khác nữa mình cài vào cho các bạn. Đấy là điệu bolero kiểu khác nữa này. Đấy. Đó, nhiều kiểu bolero kiểu bossa nova này. Đấy. Điệu nữa này. Đấy, điệu bốt tông này rồi, điệu disco này đấy. Đấy, à, nghe mà này không? Điệu slow rock này. Đấy, rồi cũng rất ok mọi người nhá. Còn điệu tango này, đấy tango này. Đấy.
bạn rất nhiều điệu trong này rồi. Và techno, đấy techno là nhạc bốc. Đấy, đấy rồi. Đấy và điệu ballad. Rồi. Như vậy là với cái tính năng điệu của cái đàn E473 này nó nhiều hơn là đàn 463 các bạn nhá, và cái tiết điệu cũng hay hơn. Rồi cái phần voice thì không nói rồi, phần voice thì có nhiều tiếng thoải mái dùng rồi. Tiếng piano, tiếng organ, tiếng guitar, tiếng string, tiếng brass, wind. Rồi còn bộ nhớ thì vẫn tương tự là cũng dùng cái banh, có banh banh tiếng đây. Khác với kia thì lần này nó hiện lên ở màn hình. Các bạn nhìn ở màn hình mình ấn cái nút banh này. Đây, banh 7, banh 8 này. Một banh 1, banh 2, banh 3, banh 4, banh 5, nó có 8 banh. Và mỗi banh là cài được 4 bộ nhớ. Như vậy là các bạn có thể nhớ cái điệu với cả cái tiếng vào đấy sẵn đây để mình chơi cho nó tiện. Rồi. Ngoài ra bên cái bộ mà điều khiển cái phần điệu thì nó sẽ có cái phần chỗ này này, AC on off này là điều khiển cái hợp âm này. Đó, bấm cái này thì mình sẽ có hợp âm, mà bấm cái này nó lại ngắt hợp âm. Còn nút tạo intro này, nút main thì cái phần dồn nhịp ấy, các bạn ấn vào cái chỗ nút chữ C này, main này thì nó sẽ chuyển từ phần lời sang phần điệp khúc ấy. Thì nó hơi bất tiện ở chỗ cái nút này. Tức là ví dụ như đây. Ví dụ các bạn muốn dồn nhịp thì các bạn phải ấn đang chơi kiểu A. Đang chơi. Chọn cái điệu khác nhá, chọn cái điệu đấy. Các bạn nhìn đây. Hiện tại đang là mena, tức là cái phần lời một á. Như mình muốn dồn nhịp thì mình phải ấn hai lần. Nếu như mình ấn một lần thì nó lại chuyển qua B. Nó dồn từ A sang B. Thì mà mình đang muốn là mình chỉ dồn thôi chứ mình không muốn chuyển, thì mình phải ấn hai lần. Bùm bùm thì nó sẽ chuyển từ A sang B xong nó dồn ngược trở lại. Đấy các bạn nghe nhá. Mình muốn dồn nhịp mình ấn hai lần. Còn nếu mình ấn một lần nó lại qua B luôn. Đó qua B. Đấy. Với những cái đàn hiện đại hơn thì nó sẽ có là 4 phần lần biến tấu, lần A, lần B, lần C, lần D. Nhưng ở cái đàn này chỉ có 2 lần biến tấu thôi, biến tấu từ A sang B thôi, tức là một điệu nó chỉ có 2 kiểu. Còn những cái đàn hiện đại hơn nó có sẽ là 4 kiểu cơ. Đấy. Với quy mô mức độ là các bạn chơi gia đình, cái này có thể đi solo nhỏ nhỏ được các bạn nhé. Đi show to thì nó phải dùng cái dòng SX trở lên thì mới đi show được. Còn cái này là chơi trong phạm vi gia đình rất là thoải mái, nội bộ rất thoải mái. Và có những show nhỏ nhỏ thì có thể dùng cái này được. Ngoài ra còn có trang bị thêm những nút để mình điều khiển độ vang này, reverb cho root này. Rồi những cái tính năng là điều khiển thêm riêng ngoài đấy các bạn khám phá dần lên. Vì cái đàn này nó nhiều chức năng, không thể nói trong một clip có thể khám phá được. Một chức năng khác nữa là hãng Yamaha bổ sung cái phần này để cho những người sáng tạo làm nhạc á, thì các bạn có thể ghi âm. Các bạn dùng một cái đàn guitar, các bạn ghi âm vào cái này và các bạn tạo vòng lặp. Ví dụ cái phần A các bạn ghi âm cái phần guitar, phần âm guitar vào đây, xong đánh hợp âm, xong phần B các bạn tỉa chẳng hạn, đấy đánh trống vào nó thế. Đấy, nó tạo những vòng lặp. Đấy, bây giờ mình ghép lại với nhau. Để mình chơi nhạc, để mình chơi cái này là phần mở rộng rồi. Rồi, ok, như vậy là Văn Anh vừa giới thiệu sơ qua về đàn của Yamaha có tên là PSRE-473. Giá của cái đàn này là 9.8 triệu. Giá cái đàn này hiện tại Văn Anh đang bán với giá là 9.8 triệu nhá. Các bạn là inbox cho Văn Anh Audio sẽ còn được một số cái ưu đãi giảm giá nữa. Còn giá của cái đàn này trên hãng thì như phải gần 10 triệu cái đàn này cơ, đúng không? Trên hãng người ta bán bao giờ đắt hơn. Của về đại lý phân phối thì mình phải bán rẻ hơn một chút để cho dễ bán. Và ngoài ra còn khách hàng mà quen thân thiết với Văn Anh Audio và những khách hàng nhiệt tình thì Văn Anh còn giảm giá nữa các bạn. Và đảm bảo Văn Anh Audio lúc nào đảm bảo là bán giá rẻ nhất thị trường, bằng hoặc rẻ nhất thị trường. Ví dụ các bạn có thể check bây giờ thời đại 4.0, các bạn chỉ cần Google hoặc là check trên Shopee, Lazada thì sẽ ra giá của sản phẩm trên đấy. Thì các bạn cứ có bất kỳ nguồn chứng minh được cái chỗ nào bán rẻ hơn, Văn Anh Audio sẽ bán bằng hoặc rẻ hơn cái giá các bạn đã hỏi chỗ đấy. Nhưng các bạn lưu ý rằng là có những shop chỉ không có cái hàng gì cả, cũng là lấy một cái ảnh của Yamaha là E473 này, cho các bạn chụp lấy cái ảnh ở trên trang web Yamaha, xong là tải về xong đăng lên là bán với giá rất là thấp. Đấy là hàng họ không có, chỉ có lấy cái ảnh đăng về thôi, chứ là thực tế ở shop của họ không có hàng. Khách order rồi bắt đầu mới chạy đi lấy hàng thì những cái đấy họ bán giá như vậy, bán phá giá.
thì các bạn phải check kỹ là có hàng sẵn hay không, hay không có hàng sẵn, hay là khách order rồi mới đi đi chạy đi lấy. Đấy. Thì đối với shop Anh Audio là phân phối chính hãng ra, mang hàng là đã quảng cáo là có sẵn thì các bạn order cái là có ngay, còn hết hết hàng chúng tôi sẽ bảo là hết hàng, và chứ không có kiểu là lấy một cái ảnh xong đăng lên xong là đăng giá rẻ để nhiễu loạn thị trường và làm phân tâm của người người chơi nhạc. Đấy. Thế giới bây giờ 4.0 chuẩn bị 5.0 thì các bạn chỉ cần check giá trên mạng là được hết rồi, chúng tôi cam kết là lúc nào phải bán rẻ nhất hoặc bằng thị trường. Đấy. Chúc các bạn có nhiều niềm vui, sức khỏe để chơi được âm nhạc tốt hơn.